Dạ vâng, xin chào khán giả. Khán giả có thể giới thiệu một đôi nét về thông tin cá nhân của mình, họ tên và địa chỉ của khán giả ở đâu ạ? Dạ vâng, xin mời khán giả đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chúng tôi ạ. Vâng ạ. Rồi vâng, chúng tôi không thể tiếp nhận thông tin sau mà khán giả đã nói. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã kịp nghe thấy là khán giả có trồng bưởi diễn được 5 năm tuổi và hiện nay thì cây xuất hiện những cái vết đốm lá. Xin được mời chuyên gia Đinh Văn Đức có thể tư vấn cho câu hỏi của khán giả này. Dạ vâng, thưa khán giả, theo tôi như thế này. Qua cái mô tả khán giả thì tôi xác định tức là cái vườn bưởi diễn là khán giả đã bị nhiễm bệnh loét. Bệnh này là do vi khuẩn nó gây ra. Bởi vì chúng ta biết là trên cây ăn quả có múi của chúng ta có trên đốm lá thì có hai loại. Một là bệnh ghẻ, thứ hai là bệnh loét. Nếu mà ghẻ thì thường nó gây hại nặng ở trên chanh và trên quýt. Còn ở trên bưởi và trên cam của chúng ta đây là bệnh loét. Vì thế cho nên trên cái vết bệnh ấy thì khán giả thấy tức là xung quanh cái vết bệnh ấy nó có một cái quầng vàng rất là rõ. Nói quầng vàng rất là rõ. Và thường vết của nó thì to hơn so với để ghẻ. Ghẻ nó không có quầng vàng ấy và nó không có và vết nó nhỏ hơn. Còn đây vết của nó thì tương đối to. Thậm chí có những cái vết nó to bằng hạt đỗ đen. Đấy, và xung quanh nó có một cái quầng vàng. Rồi còn những cái vết nhỏ của nó có thể là bằng hạt đậu xanh hoặc là nhỏ hơn một chút nữa. Nhưng mà nó bao giờ nó có cái quầng vàng ở xung quanh. Thì đây là bệnh loét do vi khuẩn nó gây ra. Bởi vì thế cho nên là chúng ta biết là bệnh do vi khuẩn nó gây ra thì thường là nếu mà chúng ta để cho nó nhiễm rồi chúng ta mới đi vào chữa trị thì hiệu quả không cao. Cho nên là đối với bệnh này thì chúng ta phải áp dụng tổng hợp các biện pháp thì chúng ta mới quản lý được nó. Thì tôi hướng dẫn anh như sau. Cái thứ nhất, tức là trong quá trình chăm sóc bưởi thì chúng ta chú ý tức là bón phân cân đối và đúng lúc. Đúng lúc là lúc nào? Cân đối này như thế nào? Cân đối tức là phải cùng có cả đạm, lân, kali, cân đối theo như quy trình người ta đã hướng dẫn thế nào chúng ta phải bón cho đủ như thế. Thứ hai nữa là ngoài cái phân đa lượng ấy ra chúng ta cần phải bổ sung thêm cho nó các loại phân vi lượng nữa, trung và vi lượng nữa. Cho nên là nên chọn cái phân NPK cộng TE, tức là nó có cả trung vi lượng. Và đặc biệt là trong quá trình bón phân hàng năm thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng cả phân chuồng hoặc phân hữu cơ đã hoành mục để chúng ta bón thì cho các bổ sung được các nguyên tố dinh dưỡng nó cân đối hơn. Tiếp đến việc thứ hai, tức là chúng ta bón đúng lúc là lúc nào? Tức là vào trước mỗi một đợt cây ra lộc khoảng 15-20 ngày là chúng ta nên bón phân và tưới nước tập trung. Để làm gì? Để kích cho cây nó ra lộc tập trung. Mà khi nó ra lộc tập trung như vậy thì chúng ta sẽ quản lý được cái con sâu vẽ bùa nó tốt hơn. Và cái con sâu vẽ bùa là nó gây hại thì nó tạo vết thương để cho cái vi khuẩn đã muốn xâm nhiễm vào tế bào cây thì bao giờ nó phải thông qua cái vết thương, thường là vết thương qua cái sâu vẽ bùa nhiều hơn. Rồi còn sau đó thì có thể một số đối tượng khác nữa nó cũng gây ra vết thương thì cũng đấy là tạo điều kiện cho vi khuẩn nó xâm nhiễm mà nó gây ra vết bệnh. Còn khi ra vết bệnh đã có lên rồi thì nói chung tức là chúng ta không làm cho nó mất cái vết bệnh đi được đâu. Thì bây giờ khi mà thấy bệnh bắt đầu xuất hiện như vậy thì tôi khuyên anh nhìn như thế này. Bây giờ anh phải xem những cái lá nào mà nó có nhiều vết bệnh mà nó vàng gần hết rồi, lá rồi, thì chúng ta hái bỏ hết tất cả những cái lá đó, tập trung lại và quét dọn tất cả những cái lá nó đã bị bệnh nó rụng ở dưới mặt đất ấy, chúng ta tập trung hết lại, chúng ta đưa ra bên ngoài xa, chúng ta chôn hoặc là chúng ta đốt để tiêu hủy. Nên việc thứ nhất chúng ta phải làm như vậy để giảm cái nguồn bệnh trên đồng ruộng đấy đã. Đến sau đó rồi thì chúng ta sử dụng một trong các loại thuốc trừ bệnh vi khuẩn thì anh có thể sử dụng một trong các loại thuốc như sau. Thứ nhất là cái thuốc gốc gentamicin sulfat cộng với oxytetracycline hydrochloride, hoặc là một trong các loại thuốc gốc đồng, hoặc là thuốc gốc copper oxychloride cộng với streptomycin sulfat, hoặc là thuốc gốc casugamycin. Đây là những thuốc đặc trị đối với vi khuẩn. Chứ còn chúng ta dùng thuốc nấm là không có tác dụng gì cả. Thế thì dùng cái thuốc này và anh cứ phun định kỳ ở trên cây cho tôi. Tức là cứ
7 đến 10 ngày chúng ta phun một lần và phải phun liên tiếp được khoảng 3 lần trở lên thì mới có tác dụng. Chứ còn phun một lần thì chúng ta dừng lại là không có tác dụng gì đâu. Thế thì đối với bệnh vi khuẩn thì tôi nói nó khó chữa là ở chỗ như thế, cho nên chúng ta phải phun liên tiếp như vậy. Thì những cái vết bệnh nó không mất đi được, nhưng mà nó không phát triển nữa và nó không lây lan ra những cái lá mới nữa. Và như vậy chúng ta phải làm như vậy thì mới được. Chứ còn đối với ở trong vườn ươm ấy, thì thậm chí là người ta còn phải làm một cái việc, tức là người ta dùng cái chất gây rụng lá, người ta phun cho, người ta phun vào trong cây để cho nó rụng hết toàn bộ những cái lá bị bệnh đi, xong người ta thu nhặt hết tất cả lá bệnh ra ngoài, người ta tiêu hủy, xong đó là người ta mới dùng thuốc để người ta phun và người ta chăm sóc tiếp để làm gì cho cây nó ra các lá mới thì nó mới không bị nữa. Chứ còn cái lá nó đã bị rồi thì nó không thể nào mất đi được. Và cái vi khuẩn nó tồn tại ở trên các lá bệnh, thậm chí nó còn ở trên cả cánh cành còn màu xanh nữa, nó cũng đã bị bệnh, thì nó tồn tại trên này rất lâu, có thể từ năm này qua năm khác. Vì thế cho nên là chúng ta phải chú ý thu nhặt hết toàn bộ tàn dư để chúng ta đưa ra ngoài, chúng ta tiêu hủy thì mới có tác dụng hạn chế được cái bệnh này. Và trong các lần bón phân nữa, tôi nhắc lại là chúng ta phải bón thật cân đối, đừng có tham bón dư thừa phân đạm là rất nguy hiểm. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Đức. Và cảm ơn khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi.